Rồi, cái mà tôi sẽ làm đầu tiên là gì trên cái bảng đó? Tôi ra tôi lấy đúng cái thư mục ở trong bài tập tiểu viết số 1 đó. Chúng ta có 6 bài tập ở đây nè. 5 6 bài tập ở đây nè. Mấy cái bài tập này chúng ta phải làm hết. Mình chỉ phải làm mới nộp lại mới được. Rồi, tôi viết ạc nè. Tôi chỉ cần cái level 1. Rồi. Level 1 xong xuôi tôi làm chuyện gì? Tôi mua hết cái này nè. Mua hết này nè, tôi chọn điểm nào cũng được. Mấy chị thích chọn điểm nào ở đây cũng được, làm điểm móc. Nhưng mà tôi thích chọn cái góc này. Và tôi giờ về góc 0,0. Ok. Tôi lưu cái đó lại, save it. Thành ra một cái file. Tôi lưu đó ra là bài tập Hà Nội đây nè, tôi nói là đó là cái level 1,0. Yes luôn. Tôi đóng nó lại. Tôi làm tiếp cho tầng 2. Tầng 2. Ở trên này nè. Level 2. Mà tôi cũng mua y hệt giống vậy. Góc này nè. 0,0. Đúng không? Và tôi cũng lưu nó. Tôi lưu nó. Mấy anh chị biết làm cái chuyện đơn giản là anh không cần xài két gì đâu, chỉ làm chuyện đó thôi. Move cái này này vô đây. Và tôi lưu nó thành vô cái mặt bằng là tầng 2. Đâu rồi? Revit tầng 2. Không không. Nó tự dời gốc rồi đó. Sau đó mấy anh chị bây giờ tiếp cho tôi mấy cái vô đây. Mấy chị ra ngoài copy cái tầng này nè, parabet làm group và parabet 0,0 y hệt giống như vậy. Ok. Rồi, làm cái đó đã tính.